Trên phong mến chào tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và Nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay, bản tin đầu tiên là Anh cam kết sẽ đối phó với Nga trong việc tấn công Ukraine bằng tất cả các cái giải pháp về ngoại giao và kinh tế. Thủ tướng của ông là Thủ tướng của Anh là ông Boris Johnson đã lên tiếng đồng ý với một số lãnh đạo trên thế giới là sẽ có một cái mặt trận đoàn kết chống lại sự đe dọa của Nga với Ukraine và cam kết dùng tất cả các cái công cụ về kinh tế và giải pháp ngoại giao đối phó với sự bức hại của Nga ông johnson đã nói trong tình trạng mà ukraine à, đang nói chuyện với lại à, phía tổng thống của hoa, à, hoa kỳ là ông joe biden cùng với lại thủ tướng của ý là mario darki cũng như là tổng thống pháp emmanuel macron thủ tướng của đức là à, bà angela merkel vào ngày thứ hai và trong đó thì theo tường trình của Downish à, thì à, các nhà lãnh đạo đã đặc biệt là cung cấp đầy đủ à, tất cả những cái cần thiết và cam kết rằng sẽ đoàn kết trong cái mặt trận đối phó với nga đang có thái độ được xem là thù nghịch và có sự đe dọa. Họ gọi Nga là một trong những quốc gia đã gây ra cái sự căng thẳng và cần phải giảm đi sự căng thẳng khi mà họ Nga đang tăng cường các mạng lưới quân sự của họ tại khu vực biên giới của Ukraine. Thủ tướng đã lên tiếng và cho biết Nga nước Anh sẽ cam kết sử dụng tất cả những công cụ những phương tiện về kinh tế và ngoại giao để có thể đối phó với sự bức hại của Nga nhắm vào Ukraine. Đây là lời phát công viên của Điện Downey đã đưa ra lời phát biểu như trên. Trong khi đó, ngày hôm nay thì ông Putin và ông Biden sẽ có cuộc nói chuyện về cái cuộc căng thẳng giữa lực lượng Nga đang đồn trú ở khu vực biên giới của Ukraine và có khả năng là có tiềm năng tấn công. Phía Ukraine báo cáo rằng phía của Nga đang dồn khoảng 90.000 quân có mặt ở tại khu vực biên giới ở Crimea và tin rằng cuộc tấn công này sẽ diễn ra vào tháng Giêng và yêu cầu Hoa Kỳ cùng các quốc gia khác để giúp bảo vệ cái đường biên giới của họ trong khi đó thì Ukraine trước đây vốn là một phần trong cựu liên bang Xô Viết trước khi mà họ tuyên bố độc lập năm 1991 các quốc gia tây phương thì xem Ukraine là một cái vùng đệm ở biên giới để mà chống lại nước Nga và được xem là một cái ngăn cản tất cả những cái ảnh hưởng của Nga Nga đã chiếm Crimea từ năm 2014 dưới thời của ông Barack Obama và theo tường trình của Điện Kremlin, thì Putin đã tìm cách kêu gọi bà Biden là cam kết là Ukraine không thể tham gia vào Liên minh NATO. Tuy nhiên, ông Biden trong ngày ba tay nói rằng ông không có chấp nhận bất cứ một cái đường red nào. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất diễn ra tại khu vực của biên giới của Anh và của ấy, ừ, của Ukraine và của Nga. Trong khi đó thì công ty BMW đã bán được 1 triệu chiếc xe chạy bằng điện và nhắm mục tiêu 2 triệu trong năm từ đây cho tới năm 2025. Công ty BMW cho biết họ đã bán được 1 triệu chiếc xe chạy bằng điện, tức là EV, à, bao gồm luôn cả những chiếc xe vừa chạy bằng điện, vừa chạy bằng hybrid và đang có dự tính là sẽ đạt mức 2 triệu chiếc xe từ đây cho tới năm 2025, theo tương trình của công ty này đã đưa ra vào ngày thứ ba. 70% các cái xe chạy bằng điện hiện nay là xe hybrid và trong đó thì à, một trong những thành viên hội đồng quản trị của tên là Pierre nota cho biết là sẽ công ty sẽ tin rằng là cái hệ thống chạy bằng uh, hybrid cũng có thể sẽ tiếp tục trong vai trò mà giữa lúc mà công ty này đang chuyển qua xe điện. Việc này diễn ra giữa lúc mà có ít nhất 50% cái mức bán trên toàn cầu uh, theo yêu yêu cầu của ông Joe Biden và riêng tại Hoa Kỳ là 50% thì các xe chạy tại Hoa Kỳ sẽ chạy bằng điện từ đây tới năm 2030 để giảm đi tình trạng mà ô nhiễm của không khí. Hiện nay thì mức bán của công ty này được ghi nhận là khá tốt và họ đang phát triển thêm và nhắm mục tiêu 2 triệu từ đây tới năm 2025. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, chính quyền của Joe Biden đã không đáp ứng được thời hạn chót báo cáo về cái cuộc tháo chạy ra khỏi Afghanistan. Chính quyền của Joe Biden đã ta không đáp ứng cái thời hạn chót của quốc hội về cung cấp tất cả những cái nguồn tin chi tiết liên quan tới cuộc di tản tại afghanistan thượng nghị sĩ rob portman của đảng cộng hòa tại ohio một thành viên hàng đầu trong cái ủy ban đặc trách về an ninh nội địa của hoa kỳ đã đưa ra cái lời phát biểu như trên ông joe biden đã ký một cái bản nghị quyết tiếp nối trong đó đã được chấp thuận bởi quốc hội từ ngày 30 tây tháng 9 theo tường trình của tờ Washington Examiner và cái dự luật này cái đạo luật này thì đúng hơn là yêu cầu chính quyền của ông Joe Biden phải công bố đầy đủ tất cả những chi tiết về cái cuộc di tản của chính quyền Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan và việc tái định cư cho tất cả những người dân Afghanistan và trong đó yêu cầu Bộ An ninh Nội địa là phải nộp cái bản báo cáo của họ trong vòng 60 ngày À, là có bao nhiêu người dân Afghanistan đã đến Hoa Kỳ trong bản báo cáo này cũng yêu cầu là phải à, nói rõ chi tiết là có bao nhiêu cái ta người đã được di tản ra khỏi cái căn cứ của Hoa Kỳ ở quốc gia này à, và thả nằm ở những quốc gia khác tuy nhiên cho tới ngày thứ hai vẫn chưa có một cái bản báo cáo nào được nộp lên theo tường trình của tàu Washington Examiner và chính quyền của Joe Biden theo luật lệ là phải báo cáo trước ngày 30 tây tháng 11 về tất cả những chi tiết liên quan tới cái cuộc di tản tại Afghanistan bao gồm luôn những ca người dân Afghanistan mà có mặt tại Hoa Kỳ qua những cái thị trường hợp chiếu kháng, những người đã giúp cho lực lượng đồng minh của Hoa Kỳ trong 20 năm qua đang bị bỏ rơi và họ đã không báo cáo đầy đủ. Đây là lời phát biểu của ông Portman và việc này cho thấy là chính quyền Joe Biden chưa được minh bạch trong cái vấn đề này. Trong khi đó theo tường trình của các cơ quan truyền thông, 82.000 người Hoa Kỳ đã đến từ đã, đã, đã trở lại Hoa Kỳ từ Afghanistan .920 người là công dân của Hoa Kỳ 3.280 người là những à, người được xem là có cái quyền di trú à, vĩnh viễn tại Hoa Kỳ và 73.800 người là những công dân của Afghanistan Tuy nhiên trong tháng 10 thì à, các thành viên của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã viết một lá thư cho chính quyền Joe Biden là yêu cầu xác nhận việc tái định cư cho những cái người tị nạn và tiến trình định cư này sau khi mà hãng thông tấn Reuters cho biết là hàng trăm người áp Afghanistan đến Hoa Kỳ đã không nhận được cái chương trình gọi là tái dịch vụ định cư ở đây. Trong đó thì gồm các thành viên của Đảng Cộng hòa có thượng nghị sĩ Johnny Ursh đã viết lá thư cho Bộ, Bộ trưởng An ninh Nội địa của Hoa Kỳ là ông Alejandro Mayorkas và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin về tiến trình mà thực hiện cái việc tái định cư cho những người dân của Afghanistan khi họ tới Hoa Kỳ Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay Cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay Những người còn sống sót trong cuộc tấn công Trân Châu Cảng Đã tụ tập để mà tưởng niệm những người đã mất Còn khoảng vài chục người còn sống sót lại Ở cái thời tấn công Trân Châu Cảng 80 năm trước đây Khi mà Nhật Bản đánh bom vào khu vực này Đã có cuộc kỷ niệm Herb Efren, 99 tuổi, cho biết là ông đã rất vui khi trở lại Trân Châu Cảng để nhìn lại cái để tưởng niệm lại cái cuộc tấn công trước đây. Những gì mà chúng ta thấy được trước đây là một cái điều đáng nhớ. Ông Efring đã nói với các thông tin viên trong tuần lễ này. Efring lúc đó là một à, binh sĩ của lục quân và được à, à, được à, phụ trách cái hệ thống trọng pháo của đơn vị 251 một phần trong cái lực lượng vệ binh quốc gia của California năm 1941 và ông đã à, gần như là tìm cách cản trở tất cả những cái chiếc máy bay của Nhật Bản khi tấn công vào cái căn cứ này và ông Epstein hiện nay đang sống tại Jackson ở Michigan. Ông đã quay trở lại Hawaii ít nhất là 10 lần mỗi một năm trong cái lễ tưởng niệm về những à, người đã thiệt mạng trong cái cuộc tấn công của Nhật Bản vào Trân Châu Cảng từ năm 1941 hiện nay còn khoảng 30 người còn sống sót và khoảng 100 cựu chiến binh của cái à, cái của cái đại nghị thế chiến vẫn à, có mặt trong cái năm nay để mà tưởng niệm và họ đã có một phút mặc niệm à, dành ra cho những nạn nhân này lúc 7 giờ 55 phút sáng và được xem là cuộc tấn công cả cách đây 8 thập niên theo tường trình của bộ trưởng đặc trách về hải quân là Carlos Del Toro cũng sẽ có một cái cuộc nói chuyện liên quan tới cuộc tấn công này. Cuộc tấn công này trước đây của Nhật Bản đã khiến cho 2.300 binh sĩ của Hoa Kỳ bị thiệt mạng và phân nửa trong số đó 1.177 người là những thủy quân lục chiến và các thủy thủ đang phục vụ trong cái chiếc hàng không bảo hạm USS Arizona, một cái chiếc chiếc xin lỗi quý vị là một cái chiếc khu trục hạm USS Arizona một cái khu trục hạm đã hiện nay đã được đậu tại à, ở Pearl Harbor tức là ở tại Trân châu cảng để tưởng niệm đây được xem là một trong những cái à, buổi tưởng niệm mà còn sót lại với những người đã có mặt trong trận trông chân châu cảng trong khi đó thì à, 900 nhân viên của công ty Zoom đã bị sa thải về tình trạng tái cấu trúc nhân viên ở tại công ty này một trong những công ty mà có cái mạng video à, nói chuyện trực tiếp và được sử dụng rất nhiều tại Hoa Kỳ cho biết rằng họ phải sa tải 900 nhân viên à, sau khi mà đưa ra một cái lời à, một cái lá thư vào tuần trước. Theo tường trình của đài truyền hình NBC cho biết thì tổng giám đốc của công ty này là Visograd đã nói trong một cái uh, cú điện thoại là tôi đến với quý vị không cái tin không tốt lắm chúng ta sẽ phải sa thải 15% số lượng các công nhân ở trong công ty vì nhiều lý do, trong đó tình trạng thiếu hụt thị trường, tình trạng sản xuất và kể cả cái, à, các cái điều kiện khác và những ai nhận được cú điện thoại này. Tôi biết rằng quý vị sẽ không may mắn nằm trong danh sách của những người bị lay off, tức là bị sa thải. Ông Gat cho biết rằng đây là lần thứ hai trong cái công việc của tôi, tôi phải làm chuyện này, tôi không muốn làm. Lần trước tôi đã làm và tôi đã khóc và lần này Tôi hy vọng tôi sẽ mạnh mẽ hơn. Ông ta đã nói với lại tất cả các nhân viên nhất là họ sẽ có được 3 tháng trả tiền cho cái việc sa thải cũng như thêm 3 tháng cho cái quyền lợi của họ. Và theo tường trình của fortune com cho biết thì một ngày trước đó đây thì công ty này đã coi như là chỉ nhận được cái số tiền mà cash mà họ nằm trong cái ngân hàng của họ bây giờ là 750 triệu Mỹ kim. Đây được xem là một cuộc sa thải lớn của công ty Zoom một trong những công ty cung cấp mạng video à, để mà có thể nói chuyện qua màn hình với à, số lượng đông người có thể tham dự từng cá nhân đây là một trong những cái à, hiếm hoi liên quan tới công ty Zoom trong khi đó thì Trung Quốc đã bị đeo danh là một trong những cái quốc gia đen tối nhất cho quyền tự do báo chí bản tin mới nhất từ Đài Bắc cho biết là tổ chức ký giả không biên giới tức là Reporter Without Borders hay còn gọi tắt là asf trong ngày thứ ba đã tiếp tục gọi trung quốc là một cái uh, nơi có cuộc chiến gây gắt giữa nền tự do báo chí và trong cái uh, bản báo cáo mới nhất theo cái bản báo cáo này là cái uh, à, mà họ nói rằng đây là một trong những cái cuộc gọi là uh, đại cái uh, cuộc uh, đại văn hóa về uh, đã đẩy lùi cái uh, tình trạng ký giả ở tại uh, trung quốc À, tổng thư ký của tổ chức ký giả không biên giới là Christophe de Lour đã cho biết rằng là việc mà chính quyền tập cận bình bắt đầu từ năm 2013 đã tiếp tục có những cái hành động bất hại về tự do báo chí và trong đó thì bao gồm luôn cả việc mà có cái cuộc bức hại trước đây năm 2008 khi mà trung quốc tổ chức một cái uh, giải olympic và sau đó thì Tập Cận Bình lên nhận chức và tái lập lại một cái cuộc cách mạng đại hoàng văn hóa dưới thời của Mao Trạch Đông. Trong đó gần như là họ ngăn chặn tất cả những quyền tự do thông tin. Và ông chỉ ra cho thấy rằng Trung Quốc đã giam cầm rất nhiều những ký giả hơn bất kỳ một quốc gia nào. Tổng cộng là Trung Quốc đứng hàng thứ 177 trong số 180 quốc gia. Trong bản báo cáo năm 2021 về quyền tự do báo chí của tổ chức ký giả không biên giới, và hai quốc gia được xem là à, hai quốc gia được xem là đứng đầu thì à, trong đó à, trong đó là hai quốc gia đứng đầu thì à, gồm có cả Bắc Hàn trong khi mà Đài Loan thì nằm thứ 43 trong cái à, bản danh sách của à, tổ chức ký giả công biên giới à, trong đó thì à, Deloitte cho biết là các ký giả Trung Quốc gần như là họ đã bị Tập Cận mình bức hại trong tất cả những cái vấn đề liên quan tới những cái kỹ nghệ về truyền thông, đặc biệt là tại Trung Quốc, tất cả những cơ quan truyền thông đã bị dập tắt. Trường hợp mới nhất là trường hợp của tờ báo Apple Daily với người đứng đầu và sáng lập của cái trang Apple Daily là ông Jimmy Lai đã bị tống vào tù vì các cái hoạt động của ông ta trong vấn đề dân chủ. Và trong bản báo cáo 82 trang này, trong đó lên danh sách Đảng Cộng sản Trung Quốc là một trong những quốc gia quyền lực nhất đã bức hại về quyền tự do báo chí và đã có những hành động trù dập đối với những ký giả bắt cóc nhốt tù và làm cho người đó biến mất khỏi xã hội và trong đó thì tổ chức ký giả không biên giới cho biết đây được xem là một trong những cái cuộc bức hại về báo chí nặng nề nhất kể từ khi Mao Trạch Đông đã phát động cuộc cách mạng đại văn hóa từ năm 1958 tới năm 1962, trong đó là đã gây cái thiệt mạng cho khoảng 45 triệu người và về giờ đây thì tập cận bình là người đã tái lập lại cái chính sách cách mạng đại văn hóa của trung quốc đó là là một trong những cái bục mạnh mẽ của tổ chức à, ký giả không biên giới đối với trung quốc trong khi đó công ty facebook cho biết họ đã xóa bỏ rất là nhiều những cái tài khoản tuyên truyền cho nhà nước cộng sản trung quốc và hiện nay thì trung quốc đã bắt đầu có thực hiện những cái phong trào nó còn nguy hiểm hơn cái cơn khủng hoảng về à, hóa tiện ở cuba đó là lời nhận định của một số chuyên gia trung quốc đã bắt đầu thực hiện một cái chiến dịch gọi là tuyên truyền khủng khiếp của họ và cái chiến dịch tuyên truyền này nhằm tung ra tất cả những cái tin giả và tin nhiễu liên quan tới nguồn gốc của đại dịch và chiến dịch này đã bị facebook ngăn chặn ở trong thời gian vừa qua và facebook cho biết họ đã xóa hàng loạt các cái tài khoản của nhà nước cộng sản trung quốc sử dụng facebook để tung ra tin giả và theo lời của stephen Bryan, một trong những chuyên gia về chiến lược an ninh và kỹ thuật trong đó mô tả rằng việc mà trung quốc tung tất cả những tin giả này và việc mà trung quốc thử nghiệm loại vũ khí siêu âm thanh là cho thấy rằng là nó còn nguy hiểm hơn ở tập niên 60 khi mà nga bí mật đưa đầu đạn hỏa tiễn của họ tới cuba tạo ra cơn khủng hoảng gần như là tiến tiến tới một phần chiến tranh với hoa kỳ ngay tại vùng biển cuba và hoa kỳ và việc này thì cho thấy rằng trung quốc còn nguy hiểm hơn việc thử nghiệm cái xe hỏa tiễn siêu âm thanh và cái chiến dịch tung tin giả tuyên truyền của họ đã gây tác hại rất lớn và tiềm năng đe dọa còn hơn là cái cuộc khủng hoảng về hỏa tiễn đối với Cuba năm 1962. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Trong khi đó thì cái quỹ hội đặc trách về nhân quyền của Úc đã lên tiếng và yêu cầu là phải có một cái chính sách gay gắt hơn đối với những quốc gia mà có cái tinh thần gọi là cưỡng bức lao động. Quỹ hội nhân quyền của nước úc gọi tắt là esac nói với tất cả các công ty và những cái ngành năng lượng là phải cẩn thận báo cáo hàng năm về tình trạng mà có thể họ đã sử dụng cái nguồn nhân lực bất hợp pháp tức là những cái nguồn nhân công bị cưỡng bức ở nước ngoài theo bản báo theo cái bản báo cáo được công bố bởi AHRC, ở trong đó thì họ cho biết là đặc biệt là những cái sản phẩm bao gồm những cái uh, tấm panel của uh, solar tức là những tấm uh, panel điện mặt trời, những cái quạt gió và kể cả những cái kỹ thuật về uh, điện, uh, bình điện uh, đã được đã trong đó là có một số những trường hợp họ đã lạm dụng tất cả sức lao động của trẻ em và cưỡng bức lao động và không thể được nhập cản vào họ. nước úc nếu như mà có báo cáo rằng họ đến những cái sản phẩm này đến từ những khu vực đã được xem là cưỡng bức lao động và có hành động đàn áp nhân quyền hầu hết những nạn nhân của cái chế độ nô lệ tân thời này đang là một trong những cái uh, đem tới nguồn lợi lớn cho một số những công ty và các công ty phải cẩn thận trước khi mà họ nhận những cái sản phẩm từ những khu vực nào mà được xem là có cái tình trạng cưỡng bức lao động. Trong đó thì bản báo cáo này nhấn mạnh Trung Quốc là cái quốc gia sản xuất về các cái tấm và bảng solar panel lớn nhất ở trên thế giới tuy nhiên nơi đây cũng là cái nơi đang có sự cưỡng bức với cả triệu người à, thiểu số duy ngô nhĩ người cơ chiếc người kazat ở tại tân cương trong các trại cưỡng bức lao động và họ phải sản xuất tất cả những cái tấm solar panel để cung cấp cho toàn cầu và úc được xem là một trong những quốc gia có cái à, 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 kỷ lục rất cao về sử dụng những cái nguồn solar và trong đó là 90% những cái solar này đều đến từ Trung Quốc và do đó thì à, quỹ hội đặc trách về nhân quyền của Úc đã lên tiếng cảnh cáo các công ty solar tại nước Úc là phải cẩn thận khi mà sử dụng những sản phẩm đến từ những trại cưỡng bức lao động. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Úc và của Trung Quốc. Trong khi đó, Đài Loan cho biết là họ sẽ duyệt xét cẩn thận sau khi mà Hoa Kỳ tuyên bố tẩy chay cái giải Olympic mùa đông tại Bắc Kinh. Phát ngôn viên của phủ tổng thống Đài Loan là Xavier Chen cho biết Đài Loan sẽ có một số những cái phản ứng tích hợp trong lúc mà Hoa Kỳ quyết định là tẩy chay giải Olympic mùa đông bằng phương pháp ngoại giao và những phát triển gần đây. Trước đó thì ngày hôm qua bà Chen Psaki là phát ngôn viên tòa Bạch Ốc cho biết rằng là Hoa Kỳ đã chính thức đưa ra quyết định này để phản đối việc mà Trung Quốc đã có những hành động bất khả nhân quyền. Trong khi đó thì bà Chen, tức là phát công viên của phủ tổng thống Đài Loan cho biết rằng tất cả những cái tin tức mà từ phía Hoa Kỳ thì chính quyền của Đài Loan sẽ cẩn thận diệt xét trước khi có những quyết định và có thể là phía Đài Loan cũng sẽ không gửi vận động viên tới tham gia cái giải Olympic mùa đông diễn ra tại Bắc Kinh năm 2022. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan và của Trung Quốc. Trong khi đó, Đài Loan và nhà Hoa Kỳ đã bắt đầu có một cái uh, khung làm việc mới cho cái vấn đề trao đổi mậu dịch và trong đó nhắm vào kỹ nghệ nguồn cung cấp cũng như là cái uh, semiconductor tức là chất bán dẫn trên toàn cầu. Hoa Kỳ và Đài Loan đã đồng ý trong các cuộc đối thoại cao cấp là sẽ thành lập một cái khung làm việc mới cho vấn đề mậu dịch của đôi bên nhằm thúc đẩy các mối quan hệ gần gũi hơn. Bộ trưởng thương mại của Hoa Kỳ là bà Gina Promondo đã có cuộc nói chuyện qua màn hình video với lại bộ trưởng kinh tế của Đài Loan là Wang Wang Mi Hua trong ngày thứ ba để thảo luận về tầm quan trọng trong các cái đầu tư thương mại mối quan hệ của Hoa Kỳ và của Đài Loan trong đó theo tường trình của cái viện nghiên cứu Hoa Kỳ tại Đài Loan được xem là văn phòng bán chính thức đại sứ của Hoa Kỳ tại Đài Loan đôi bên đồng ý là sẽ hợp tác và sẽ có những cái khung làm việc mới trong vấn đề kỹ thuật và đầu tư về mậu dịch đây là một trong những cái thông báo mới nhất à, trong đó gần như là họ sẽ có những cái đòi hỏi từ phía Hoa Kỳ đối với các công ty kỹ thuật của Đài Loan ngược lại thì phía Đài Loan cũng sẽ được mở rộng rất nhiều cái thị trường làm việc và được sự hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ trong việc sản xuất các cái loại chất bán dẫn và bao gồm luôn cả việc mà đặt ra các cái khung quy tắc mới cho vấn đề mậu dịch của đôi bên, đây được xem là một trong những cái thắt chặt các mối quan hệ giữa Đài Loan và của Hoa Kỳ, giữa lúc mà Trung Quốc đang đe dọa gây gắt với lãnh thổ của Hoa Kỳ. Trong cuộc thảo luận này, thì bà Bộ trưởng Raimondo và ông Bộ trưởng quan cũng đã đồng ý là sẽ có những cái đại diện của đôi bên để tiếp tục thúc đẩy và cập nhật tất cả những cái cuộc tiếp cận trong vấn đề mà thiếu hụt cái nguồn nguyên liệu trên toàn cầu và đặc biệt là sẽ bảo đảm cái quyền lợi của cả Hoa Kỳ lẫn Đài Loan. Đó là bản và thông báo chính thức từ viện nghiên cứu Hoa Kỳ ở Đài Loan đã đưa ra. Đôi bên đồng ý cũng sẽ có những cái tập trung vào việc à, thứ nhất là vấn đề sản xuất chất bán dẫn, thứ hai phát triển mạng lưới 5G, thứ ba là sản xuất các loại xe điện cũng như một số những cái thiết bị điện tử khác. Đài Loan hiện nay là một đối tác mậu dịch và là một đối tác về kỹ thuật thân thiết nhất của Hoa Kỳ ở trên thế giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan và của Hoa Kỳ. Trong khi đó, thì ngôi sao bóng rổ Ernest Carter đã lên tiếng chỉ trích một ngôi sao bóng rổ gốc hoa là Jeremy Klin sau khi mà anh chàng này quay trở lại và để mà gia nhập vào trong cái hiệp hội bóng rổ của Trung Quốc. Ngôi sao bóng rổ của đội Boston Celtics là Ernest Carter Freedom Freedom là bởi vì anh mới đặt cái tên mới Đã lên tiếng chỉ trích một ngôi sao bóng đổ khác là Jeremy Lin Sau khi mà Jeremy Lin đã chọn là sẽ quay trở lại Với cái hiệp hội bóng đổ của Trung Quốc Và kêu gọi ông này là nên đứng chung với Đài Loan anh Freedom năm nay 29 tuổi vốn là một công dân thổ nhĩ kỳ và vừa mới nhập quốc tịch hoa kỳ xong được xem là một ngôi sao bóng rổ nổi tiếng đã lên tiếng chỉ trích việc anh Linh 33 tuổi đã quay trở lại cái đội Bắc Beijing đất tức là đội dịch Bắc Kinh trong đó thì anh Linh là một trong những cầu thủ NBA nổi tiếng của hiệp hội mba hoa kỳ nay thì anh ta đã quay trở lại với cái hiệp hội về bóng đổ của trung quốc là đáng tiếc cho cậu đó là cái lời phát biểu của freedom và cậu nghĩ rằng là cậu có thể sử dụng cái đồng tiền dơ bẩn của đảng cộng sản trung quốc để cậu có thể im lặng và cậu có thể quay lưng lại với những cái người dân và đất nước của cậu tại sao cậu không đứng với đài loan và chấm dứt cái tiền dơ bẩn từ cái chế độ độc tài toàn trị của cộng sản trung quốc và nó sẽ làm dơ bẩn tay của cậu đây là lời mà anh ernest Canter freedom đã phát biểu trên twitter trong đó anh chỉ trích nặng nề à, merlin là một trong những cầu thủ bóng rổ gốc hoa anh linh là một người cầu thủ khá tuy nhiên thì anh ta quyết định là sẽ quay trở lại gia nhập vào cái hiệp hội bóng rổ của trung quốc đã sau khi mà có một cái sự áp lực từ phía đảng cộng sản trung quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ của quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay công ty bs media chối bỏ là họ không hề claim bản quyền mà do chính cái công ty của next media đã tự bỏ đục đã tự ý đục bỏ bản quốc ca trong trận đá banh giữa lào và việt nam và công ty bs media lên tiếng giải thích rằng là vì lý do bản quyền là do vấn đề mà công ty next media đã sử dụng một cái đoạn âm thanh tức là một cái đoạn audio về cái bản quốc ca của cộng sản việt nam được sản xuất bởi một quốc gia khác vần này là do chính công ty bs media đã tung lên báo chí trong ngày hôm nay À, bản tin mới tiết nhất cho biết rằng là à, BS Media nói rằng họ không hề có cái việc gọi là claim bản quyền đối với bản quốc ca trong cái giải à, đá, đá banh giữa Lào và của Việt Nam. Tuy nhiên thì à, cái công ty mà gọi là Next Media có trách nhiệm phát hình trên Youtube đã tự ý đục bỏ cái bản à, quốc ca này là bởi vì bản quốc ca này theo tường trình của tà tà B, B, Media là được claim bởi một công ty nước ngoài và công ty nước ngoài này à, có cái tên rất là lạ là cái công ty à, mà Marco và công ty Marco này là một cái công ty mà đã claim cái bản quyền về bản quốc ca của Việt Nam. Đây được xem là một trong những cái à, mới nhất cho thấy rằng là tình trạng mà gọi là à, lạm dụng về bản quyền và tình trạng thiếu có cái cái quy cái sự trừng phạt của cộng sản Việt Nam đối với những kẻ vi phạm bản quyền đã xảy đã là dẫn tới tình trạng mà không có một công ty nào dám phát bản quốc ca sau khi mà nó bị clam bản quyền bởi những công ty trong Việt Nam và ngoài Việt Nam đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới Việt Nam ngày hôm nay vẫn tiếp tục thúc đẩy cái việc gọi là à, kỷ niệm chiến thắng hòa bình Quân đội Cộng sản Việt Nam cho tới giờ phút này vẫn chưa có một hành động nào để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Ngược lại là tiến hành cử lễ một cái uh, buổi lễ mà họ cho rằng là chiến thắng giặc Pháp 70 năm trước trong cái chiến dịch năm 1951. Đây là một trong những cái uh, hoạt động mới nhất của quân đội Cộng sản Việt Nam giữa lúc mà uh, các ngư dân Việt Nam trên biển vẫn đang tiếp tục bị uy hiếp và, và bị uh, tấn công bởi chính những ngư phủ Trung Quốc tàu hải giám Trung Quốc và kể cả một số tàu hải quan hải quân của Trung Quốc trong khi đó thì thứ trưởng bộ quốc phòng của cộng sản Việt Nam Lê Huy Vịnh vẫn tiếp tục tổ chức những cái lễ kỷ niệm và tưởng niệm chiến thắng giặc Pháp năm 1951 mà ông ta gọi là chiến thắng hòa bình trong khi đó thì vẫn để cho ngư dân Việt Nam tiếp tục đối phó với những thách thức ở ngoài biển đặc biệt là sự bức hại của cộng sản Trung Quốc đối với lại các ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền của việt nam ở hoàng sa và ở trường sa đây được xem là một trong những cái mục tiêu chính của cái gọi là bộ quốc phòng cộng sản việt nam thay vì bảo vệ cho ngư dân trên biển thì họ lại đứng ra tổ chức những cái lễ tưởng niệm vớ vẩn để mà kích thích cái sự gọi là ủng hộ cho chủ nghĩa cộng sản tại việt nam đó là bản tin liên quan tới tình hình việt nam ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình việt nam ngày hôm nay tiếp tục chiến dịch làm thịt các đại gia về địa ốc một đại gia mới nhất lại bị bắt giữ về tội gọi là làm thất thoát tài sản gây lãng phí đó là đại gia có tên là nguyễn quang trung đã bị bắt giam 4 tháng để điều tra về tình trạng gọi là ông này lạm dụng cái quyền việc, việc quản lý một số những cái tài sản địa ốc ở Đà Nẵng và công ty phát triển đầu tư ở Đà Nẵng của ông ta đang bị điều tra. Đây là trường hợp mới nhất mà cộng sản đang nhắm vào các đại gia vốn làm giàu bằng ngành địa ốc hoặc quản lý địa ốc. Nay đã trở thành mục tiêu bị tấn công và mục tiêu có thể sẽ bị đưa ra tòa sau khi mà có những cái phanh uh, phui về những cái việc bán đất chia lô và liên kết với chính quyền địa phương để mà uh, tham nhũng hoặc là để uh, lấy đi những miếng đất được xem là đất vàng ở những khu vực chính ở các thành phố lớn tại Việt Nam. Đặc biệt trong đó có Sài Gòn, Hà Nội, có ở Đà Nẵng, có ở Nha Trang và kể cả ở khu vực Đà Lạt. Các đại gia địa ốc giờ đây đã trở thành mục tiêu bị làm thịt bởi các uh, viên chức trong cái nguồn máy cai trị của Cộng sản Việt Nam tại Việt Nam. Và đó là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự sáng ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi mà Phong chia tay thì vẫn nhắc lại là cái chương trình đêm nhạc huyền thoại với các huyền thoại của âm nhạc Việt Nam. Khánh Hà, Chế Linh, Thanh Lan, Hương Lan, Phượng Mai cùng với sự điều khiển hợp chương trình của MC Lưu Việt Hùng và ban nhạc Brother Benz sẽ diễn ra tại Baby Club thành phố Hiệu đúng ngày 25 tây tháng 12 sắp tới đây đúng là ngày lễ Christmas quý vị nào ở thành phố Houston tinh và các vùng phụ cận Houston tinh có thể tham gia ủng hộ và tham dự chương trình này và liên lạc với cái số điện thoại ngay trên màn hình của phong để đặt vé trước và đây là cái chương trình lần đầu tiên phong và Phượng mai đứng ra tổ chức hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ mạnh mẽ để chúng ta có được một cái đêm văn nghệ rất hay với những ca khúc huyền thoại làm nên những tên tuổi huyền thoại của những nghệ sĩ miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Và Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Sinh Nhật Ký vào buổi chiều. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mình chào mọi người. Bye bye.